kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam và bản tin sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Thủ tướng đưa ra những quyết sách chiến lược cho cảng Cái Mép Thị Vải trở thành một đầu mối cảng biển đẳng cấp thế giới trong 25 năm tới. Nâng cao chất lượng hiệp thương để lựa chọn các ứng viên tiêu biểu nhất để giới thiệu đưa vào danh sách bầu cử. Câu chuyện nhìn từ tỉnh Đồng Nai. Nhân ngày quốc tế Pháp ngữ 20 tháng 3 cùng tìm hiểu về sự giao thoa ngôn ngữ và dấu ấn của tiếng Pháp trong ngôn ngữ Việt. Và sau đây là nội dung chi tiết. Tại buổi làm việc chuyên đề với lãnh đạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và tỉnh Đồng Nai trong sáng ngày 20 tháng 3 về phát triển cụm cảng nước sâu Cái Mép Thị Vải, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã quyết định nhiều chủ trương tầm chiến lược để nguồn tài nguyên vô giá của quốc gia này trong 10 năm tới có thể cạnh tranh ngang hàng với các cảng biển của Singapore và 25 năm tới trở thành một đầu mối cảng biển đẳng cấp thế giới. Hiện cụm cảng Cái Mép Thị Vải có 22 bến với công suất khoảng 130 triệu tấn mỗi năm và 60% hàng hóa xuất nhập khẩu của phía Nam qua cụm cảng này. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu kiến nghị chính phủ cho phép nạo vét luồng từ sâu 14 mét như hiện nay xuống tối thiểu là 16 mét để có thể đón được các tàu lớn nhất thế giới lên đến 250.000 container tiêu chuẩn. Đồng thời giải quyết nghịch lý 90% hàng hóa tại cụm cảng Cái Mép Thị Vải phải di chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh để làm thủ tục hải quan. Để phát huy được hệ thống cảng này, Bà Rịa Vũng Tàu và Đồng Nai đều đề xuất là sớm xây dựng tuyến đường sắt Biên Hòa Vũng Tàu cùng với đường vành đai 4 của thành phố Hồ Chí Minh, cũng như chấp thuận nhà đầu tư vào dự án trung tâm logistics Cái Mép Hạ. Việc tập trung phát triển cảng Thị Vải Cái Mép và gần đây nhất là cái chủ trương kết nối với Cái Mép Hạ trong việc đảm bảo các cái dịch vụ, nhất là dịch vụ logistics để xử lý những vấn đề không chỉ cho miền Đông và kể cả trên miền Tây, không chỉ cho Việt Nam mà kể cả Campuchia và số nước khác. Những điều đó nó liên quan đến hạ tầng cảng, đến giao thông đối ngoại, đến dịch vụ logistics và những vấn đề có liên quan trong quản lý phát triển khu vực cảng trung tâm này. Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đánh giá cao tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong 3 tháng đầu năm nay tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, tổng thu ngân sách trên 20.000 tỷ đồng, đạt gần 1/3 dự toán của cả năm. Thưa quý vị, hiện các địa phương đang tiến hành hiệp thương vòng 2, lập sơ bộ danh sách các ứng viên. Theo dõi quá trình này, nhiều ý kiến đề nghị cần phải thực sự dân chủ, minh bạch, đặc biệt là phải không được nể nang, né tránh trước các biểu hiện tiêu cực trong quá trình hiệp thương để có thể lựa chọn các ứng viên tiêu biểu nhất để giới thiệu đưa vào danh sách bầu cử. Ghi nhận từ tỉnh Đồng Nai. Có một thời gian dài, báo chí đã tốn không ít giấy mực nhắc đến trường hợp bà Phan Thị Mỹ Thanh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai. 5 năm trước, từng có nhiều dư luận không tốt khi vị cán bộ này ký nhiều văn bản cho phép cho công ty gia đình triển khai các dự án đầu tư tại địa phương. Tuy nhiên, khi đó vấn đề đã không được xem xét trong hiệp thương giới thiệu người ứng cử. Đây cũng là bài học đắt giá cho công tác chuẩn bị bầu cử lần này. Khi mà đơn vị mà bà Thanh đang công tác, bà Thanh đã có nhiều cái sai phạm nhưng mà họ vẫn giới thiệu ứng cử, họ bỏ qua vì nể nang hoặc là vì xê xoa những cái sai phạm đó, và người dân bầu cử thì họ đâu biết, cho nên họ vẫn bầu bà Thanh. Là cử tri thì tôi rất là mong muốn rằng là phải có sự sàng lọc ngay từ ban đầu, kỹ lưỡng, các cái đơn vị phải kiểm tra rõ ràng các cá nhân để giới thiệu, bởi vì người dân họ cần những người có đức, có tài để đứng ra làm đại biểu quốc hội. Nhìn lại chuyện cũ để rút ra bài học cho hiện tại, trong hiệp thương chuẩn bị cho bầu cử lần này, tỉnh Đồng Nai đã tiến hành chu đáo tất cả các khâu theo quy định. Trách nhiệm của các cơ quan và mặt trận tổ quốc trong lựa chọn giới thiệu người ứng cử được đề cao. Nhất là phải từ ở cơ quan tổ chức đơn vị của anh. Không ai biết hơn anh hết, bởi vì cái cán bộ đó anh giới thiệu vừa phải đúng là phải có năng lực, trình độ, đạo đức, vừa đại diện cho cái quyền lợi của nhân dân. Thế thì anh phải lựa chọn người. Thế thì trước hết trách nhiệm ở đây là gì? Anh là anh lãnh đạo cơ quan đó. Ban lãnh đạo cơ quan đó phải chọn người. Đầu tiên, phối hợp với ban cấp hành công đoàn, anh phải lựa chọn cho đúng người.
để giới thiệu. Tại buổi hiệp thương lần thứ hai mới đây, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đồng Nai đã thông qua danh sách sơ bộ giới thiệu 21 người ứng cử đại biểu Quốc hội, 136 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Để có được danh sách này, quan điểm của Mặt trận Tổ quốc tỉnh là kiên quyết không giới thiệu những người uy tín thấp, vi phạm pháp luật hay có dư luận không tốt. Thế thì chúng ta làm cái quy trình bước đầu là từ cái việc từ cơ quan nha, đến việc là cử tri nơi công tác, đến việc cử tri nơi cư trú, để là người ứng cử đó, người được cơ quan tổ chức giới thiệu đó có xứng đáng không. Thế thì dân không ai hết, dân lòng dân mà dân biết, dân sẽ nói. Ta sẽ làm tốt cái khâu đó, tôi cho rằng là bước đầu nó đã là một bước. Theo kế hoạch, từ nay đến hết ngày 13 tháng 4, tỉnh Đồng Nai sẽ tiến hành lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với các ứng viên được lựa chọn. Công việc này sẽ được tiến hành công khai và đề cao dân chủ, bởi đây là kênh thông tin quan trọng để tỉnh lựa chọn ra được những ứng viên xứng đáng nhất để giới thiệu cho hiệp thương lần 3 trước khi chốt danh sách bầu cử chính thức. Nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 đã đặt ra mục tiêu đến năm 2025, tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội khoảng 25%. Và để đạt được mục tiêu này, trong 5 năm tới, Việt Nam cần dịch chuyển tới 9% tổng số lao động ra khỏi lĩnh vực nông nghiệp. Hiện số lao động đã qua đào tạo nghề trên cả nước vẫn còn rất thấp, chủ yếu là trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng và ở trình độ trung cấp cao đẳng thì còn khá ít. Để đạt được mục tiêu đến năm 2025, Việt Nam là nước công nghiệp theo hướng hiện đại hóa, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp như nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 đã đề ra, thì hướng nghiệp và đào tạo để chuyển dịch lao động nông thôn cần đi trước một bước. Vừa học xong cấp 3, anh Huy được tuyển dụng và đào tạo kỹ năng hàn trước khi vào nhà máy. Vừa học vừa làm, anh đã nhanh chóng trở thành một người thợ sơ cấp. Nhờ học nghề mà mức lương của anh giờ gần 10 triệu đồng một tháng, gấp 2 lần so với cả năm trồng lúa ở quê nhà. Công việc của em là ổn định, càng ngày càng đi lên. Mỗi năm thì em càng tăng mức lương lên. Sau 3 năm, những học viên từ vùng cao Tây Nghệ An đã trở thành những người thợ cơ khí trình độ cao đẳng với mức lương khởi điểm hơn 7 triệu đồng một tháng, gấp 2 đến 3 lần so với ở nhà làm nương, đi rừng. Chưa ra trường, họ đã được doanh nghiệp tuyển dụng và trả lương vừa học vừa làm. Học ở đấy thì cơ hội tìm kiếm việc làm cao, đi đâu người ta cũng ưu tiên, lương thì cũng cao. Hiệu quả khi lao động từ nông thôn chuyển sang khu vực công nghiệp là vậy. Tuy nhiên, gần 36 triệu lao động vẫn đang ở khu vực nông thôn. 5 năm qua, tốc độ dịch chuyển lao động ở nông thôn còn chậm. Dịch chuyển vẫn chỉ đơn giản là lao động nông thôn thành lao động phổ thông trong các nhà máy mà chưa có sự kết nối nông nghiệp nông thôn và giáo dục nghề nghiệp. Các em học tập được thì sẽ có lao động sau khi tốt nghiệp, sẽ đi vào doanh nghiệp có mức lương cao và gửi về cho gia đình để mục đích là xóa đói giảm nghèo. Trong quá trình đào tạo thì họ cũng đào tạo rất là bài bản, có những cái nguồn đầu ra là về cho doanh nghiệp và có những cái doanh nghiệp rất là cụ thể để mà cho học sinh, sinh viên lựa chọn. Nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 đã chỉ ra để thúc đẩy dịch chuyển lao động nông thôn thì phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đây cũng chính là định hướng để trong thời gian tới, các địa phương, các trường nghề và doanh nghiệp thực hiện đào tạo đa dạng linh hoạt nhiều cấp bậc để lao động nông thôn tăng kỹ năng, phát huy được năng lực tiếp cận với công nghiệp, dịch vụ nhằm nâng cao năng suất lao động quốc gia và tăng thu nhập bình quân. Rà soát lại các ngành nghề trọng điểm và các trường chất lượng cao để có định hướng phát triển rõ ràng, tiếp cận với các nước phát triển trong thời gian tới. Và chúng tôi đang mong muốn là tiếp cận với các nước ASEAN 4 và các nước phát triển trong nhóm G20 đối với hệ thống giáo dục nghề nghiệp trong vòng 5 năm tới. 10 năm qua đã có hơn 2,5 triệu lao động nông thôn được học nghề, trong đó hơn 80% người học có việc làm sau đào tạo. Đào tạo nghề cho lao động nông thôn chính là xóa bỏ rào cản ngăn cách cơ hội việc làm, thu nhập, thích ứng với các xu hướng của thị trường lao động, phù hợp với yêu cầu tăng trưởng và phát triển kinh tế. Đồng thời, cần tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp ngành và cả hệ thống chính trị đối với công tác đào tạo, dạy nghề cho lao động nông thôn để đẩy nhanh dịch chuyển.
Cập nhật thông tin về tình hình COVID tại Việt Nam. Ngày 20 tháng 3, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới trong nước, chỉ có một ca mắc là người nhập cảnh được cách ly ngay. Tính đến ngày 20 tháng 3, có 10 tỉnh, thành phố 35 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới COVID-19 trong cộng đồng. Hà Nội tròn 32 ngày, Hải Phòng cũng đã qua 25 ngày không có ca bệnh COVID-19 mắc mới tại cộng đồng. Từ 0 giờ ngày 20 tháng 3, Hải Phòng cho phép tất cả các hoạt động bị tạm dừng hoặc hạn chế được hoạt động trở lại bình thường. Dừng tất cả các chốt kiểm soát ra vào thành phố và các tổ kiểm soát dịch COVID-19 ở các thôn của các xã tiếp giáp với tỉnh Hải Dương. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh thì cũng đã cho phép mở lại các dịch vụ không thiết yếu như vũ trường, quán bar và karaoke. Các địa điểm này vẫn phải thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch. Đến nay đã có hơn 30.900 người Việt Nam được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, là những người trong tuyến đầu chống dịch. Từ nay đến cuối tháng 3, chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia sẽ tổ chức các khóa tập huấn chuyên môn cho 44 tỉnh, thành phố để sẵn sàng triển khai khi đợt vaccine COVID-19 tiếp theo về đến Việt Nam. Còn tại châu Âu, hàng loạt quốc gia đã đồng loạt nối lại chương trình tiêm chủng sử dụng vaccine của AstraZeneca bắt đầu từ ngày 19 tháng 3. Thủ tướng Anh Boris Johnson và Thủ tướng Pháp Jean Castex cũng đã tiêm mũi vaccine đầu tiên AstraZeneca vào ngày 19 tháng 3. Trong khi đó, Thủ tướng Italia Mario Draghi và Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng đã trấn an người dân về độ an toàn của vaccine AstraZeneca khi khẳng định bản thân họ sẽ tiêm vaccine của hãng này. Như vậy, Anh, Pháp, Đức, Italia, Slovenia, Cộng hòa Séc, Latvia, Litva và Indonesia đều đã quay lại dùng vaccine AstraZeneca. Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 19 tháng 3 cũng đã lên tiếng kêu gọi các quốc gia khác duy trì việc triển khai tiêm chủng loại vaccine này. Theo Tổng Giám đốc WHO Tedros, các chuyên gia của tổ chức này đã xem xét các dữ liệu và không phát hiện sự gia tăng tình trạng đông máu liên quan đến tiêm loại vaccine AstraZeneca. Ông Tedros cũng đã khẳng định những lợi ích như ngăn ngừa lây nhiễm hay giảm tỷ lệ tử vong do COVID của vaccine này vượt xa những rủi ro nó có thể mang lại. Vấn đề thiếu nước sạch đang là câu chuyện quen thuộc xảy ra tại Cà Mau, bởi đây là địa phương duy nhất tại đồng bằng sông Cửu Long không có nguồn nước ngọt bổ sung từ thượng nguồn sông Mekong, mà chỉ phụ thuộc vào nguồn nước mưa tại các kênh rạch. Tuy nhiên, những khó khăn của người dân giờ đây đã vơi bớt phần nào nhờ những nỗ lực và mong muốn giải quyết dứt điểm câu chuyện thiếu nước sạch ở vùng nông thôn của chính quyền địa phương. Ngồi tại nhà, mỗi giờ nước và thoải mái sử dụng. Từ sinh hoạt hàng ngày đến việc kinh doanh mua bán, tất cả đều thuận lợi và dễ dàng. Với bà con tại xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời, cuộc sống hôm nay là một giấc mơ đã trở thành hiện thực. Có nguồn nước máy tới giờ thì dân ở đây xài rất là phấn khởi, xài tiện lợi, rất tiện lợi hơn trước kia. Trước kia thì xài thì nước hơi bị khoèn. Có nước xài thoải mái lắm, muốn xài giác nào mở ra quanh là có nước xài thoải mái. Còn hồi xưa thì cực lắm, hồi xưa đi sách, đi bơm từ thùng về. Cứ đến mùa hạn hàng năm, những con kênh bắt đầu cạn dần, bà con xã Trần Hợi lại chật vật tìm nguồn nước sạch. Tuy nhiên câu chuyện đó đã là quá khứ. Mới đây, hai trạm cấp nước với những kỹ thuật hiện đại vừa được xây dựng phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Trong vòng 3 ngày mình xử lý xả cặn một lần cho nó rửa cái lọc. Hiện tại bây giờ lọc mình thì của công nghệ của Liên Xô, thử ra mình nếu mình để lâu quá thì cái chất phèn nó bám nhiều quá, mình rửa không ra thì nước nó sẽ bị hôi, bị dơ. Tính đến cuối năm 2020, Cà Mau dành nguồn lực hơn 27 tỷ đồng để mở rộng các công trình, đồng thời xây dựng mới 5 trạm cấp nước tập trung với chiều dài đường ống khoảng 100 km. Các công trình này hiện đang phát huy hiệu quả, nhất là trong mùa khô hạn năm nay. Nếu có nguồn kinh phí nhỏ hoặc lớn thì chúng tôi đều có thể mở rộng tuyến ống mà tiết kiệm được cái nguồn kinh phí rất là lớn, đồng thời là tiết kiệm được cái tài nguyên nước, tiết kiệm được tài nguyên nước, không có khoan giếng nhỏ lẻ như trước đây nữa. Từ hơn 20.000 hộ dân chưa chủ động tiếp cận được nguồn nước sinh hoạt vào năm 2020 thì đến nay con số này chỉ còn khoảng 17.000 hộ. Mục tiêu của Cà Mau là đến năm 2023, địa phương sẽ giải quyết dứt điểm tình trạng này, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho bà con tại địa phương. Trong phần tiếp theo của bản tin,
Nghiệm thu bàn giao nhà Quốc hội mới của Lào. Đây là quà tặng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam dành tặng cho Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào anh em. Gặp gỡ những người khuyết tật luôn biết vượt lên khó khăn để truyền cảm hứng về một cuộc sống hạnh phúc khi được là chính mình. Xin được tiếp tục những thông tin thời sự. Ngày 20 tháng 3 tại thủ đô Viêng Chăn, Lào đã diễn ra lễ nghiệm thu xây dựng và bàn giao nhà Quốc hội Lào phục vụ kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 9 diễn ra từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 3. Đây là quà tặng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam dành tặng cho Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào và sẽ là nơi diễn ra các kỳ họp Quốc hội tổ chức nghi lễ quan trọng của đất nước Lào anh em. Tại lễ nghiệm thu, các bên nhất trí đánh giá các hạng mục chính và các hệ thống kỹ thuật được nghiệm thu đã hoàn thành đủ điều kiện để phục vụ kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 9 của Lào. 164 đại biểu Quốc hội khóa 9 của Lào cũng đã được làm quen với các trang thiết bị hiện đại lắp đặt tại dự án. Đến thời điểm này, công trình tòa nhà Quốc hội mới của Lào đã hoàn thành theo kế hoạch và mục tiêu đã đề ra, là công trình có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với Quốc hội chúng tôi. Bởi so với các công trình khác, đây là công trình lớn, hiện đại, đẹp nhất, có diện tích sử dụng rộng rãi và tiện nghi nhất của Lào. Công trình nhà Quốc hội mới của Lào là quà tặng của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Nhân dân Việt Nam tặng Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Nhân dân Lào với tổng mức đầu tư hơn 111 triệu đô la Mỹ. Công trình được khởi công xây dựng từ tháng 7 năm 2018. Dù gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19, nhưng chủ đầu tư và các đơn vị thi công đã rất nỗ lực để đảm bảo tiến độ của dự án. Các bên có liên quan đã có rất nhiều nỗ lực để đến giờ phút này có thể khẳng định cơ bản hội tụ đủ các cái điều kiện để cho Quốc hội Lào khóa 9 tổ chức kỳ họp đầu tiên. Theo kế hoạch, sau khi kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 9 của Lào kết thúc, các hạng mục còn lại của dự án sẽ tiếp tục được hoàn thiện và dự kiến dự án sẽ được bàn giao cho phía bạn Lào vào cuối quý 2 năm nay. Ngọc Phương, phóng viên Truyền Việt Nam từ dự án nhà Quốc hội mới của Lào. Thưa quý vị, từ thế kỷ 18 với sự có mặt của người Pháp tại Việt Nam và đặc biệt là hơn 100 năm đô hộ của Pháp ở Việt Nam đã để lại dấu ấn đậm nét trong văn hóa và ngôn ngữ Việt. Sau từ Hán Việt thì từ vay mượn tiếng Pháp chiếm số lượng lớn thứ hai trong tiếng Việt. Vậy những từ tiếng Pháp đã được Việt hóa như thế nào để đi vào đời sống một cách gần gũi? Nhân ngày Quốc tế Pháp ngữ 20 tháng 3, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về sự giao thoa ngôn ngữ và dấu ấn của tiếng Pháp trong ngôn ngữ Việt. Sô-cô-la. 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 Bánh gato này. Bánh gato. Gâteau. Ngốp la này. Œuf au plat. Ruban ạ. Ruban. Ruban. Antenne. 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 Fromage. Fromage. Valise. Valise. Café này. Café. Café. Poupée. 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 Trong cuộc sống ngày tớ vẫn hay gặp những từ này. Nguồn gốc của những từ này thì theo em biết nó là những từ lái từ những từ nước ngoài ạ. Thì anh cũng nghĩ là bắt nguồn từ Anh thôi. Em nghĩ phần lớn thì đều là từ tiếng Pháp ạ. Chị có đứa cháu 4 tuổi nó hay đòi búp bê này này. Nó hay đòi mua búp bê hay cho nó chơi búp bê. Những từ ngữ quen thuộc trong đời sống hàng ngày, có lẽ nhiều người Việt vẫn dùng theo thói quen mà chẳng cần biết chúng được vay mượn từ tiếng Pháp. Theo thống kê, có khoảng 2.000 đến 3.000 từ gốc Pháp trong tiếng Việt thuộc nhiều lĩnh vực và cấp độ. Những cái từ vay mượn này thường nó ngắn gọn. Ban đầu thì rất khó phát âm, nhưng mà vì Việt hóa dần, Việt hóa bằng cách là thêm dấu, thêm thanh vào, chẳng hạn như cà phê thì nói thành cà phê, chẳng hạn. Hay là souffle thì nói thành souffle, chẳng hạn, có dấu. Hoặc là những cái phụ âm mà khó thì có thể chuyển, hoặc là nguyên âm mà nó gần thì chuyển. Sự vay mượn về mặt từ ngữ này đã xuất hiện từ thế kỷ 18, khi những người Pháp bắt đầu đến Việt Nam. Sau hàng trăm năm, vốn từ vay mượn đó được chấp nhận và được Việt hóa một cách mạnh mẽ. Sự hiện diện của người Pháp, họ mang đến những cái thói quen này, rồi đồ đạc này, rồi vật dụng này, và vân vân. Thì những người mà tiếp xúc với người Pháp ấy, họ sử dụng những cái vật liệu đó, những cái đồ dùng đó, và họ phải sử dụng tiếng Pháp để gọi tên, và dần dà thì nó lan tỏa ra xã hội.
Ngày nay, dù cho tiếng Pháp không còn thịnh hành phổ biến tại Việt Nam như trước đây, ảnh hưởng của tiếng Pháp, văn hóa Pháp vẫn còn rất sâu đậm, dù là ở nông thôn hay thành thị, cho thấy nét giao thoa văn hóa Việt-Pháp nhiều sắc màu. Ngày 20 tháng 3 cũng là ngày quốc tế hạnh phúc và vào ngày này hàng năm, thế giới đều có bảng xếp hạng quốc gia hạnh phúc. Năm nay thì Phần Lan tiếp tục giữ vững ngôi vị dẫn đầu bảng xếp hạng này trong 4 năm liên tiếp. Khảo sát cho thấy người dân Phần Lan được hưởng một cuộc sống chất lượng cao, an ninh và dịch vụ công cụ tốt. Tỷ lệ bất bình đẳng và nghèo đói là thấp nhất trong các quốc gia thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD. Trong bảng xếp hạng năm nay, thì Việt Nam đã thăng 4 hạng từ vị trí thứ 83 lên 79 trong bảng xếp hạng này. Đây là nội dung báo cáo Hạnh phúc Thế giới thường niên do Liên Hợp Quốc tài trợ công bố vào ngày 19 tháng 3. Các nhà nghiên cứu đã khảo sát ý kiến của người dân tại 149 quốc gia để xếp hạng mức độ hạnh phúc của họ cũng như tính đến các dữ liệu khác như là tổng thu nhập quốc nội, tuổi thọ, phúc lợi xã hội, tự do cá nhân để đưa ra một điểm số về hạnh phúc tại từng nước. Và cũng để ủng hộ Ngày Quốc tế Hạnh phúc, Việt Nam cam kết tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng xã hội công bằng, phát triển bền vững nhằm đem lại hạnh phúc cho người dân. Hạnh phúc ấy có thể đến từ những điều thật giản dị, thậm chí là cả những khiếm khuyết trong cuộc sống này. Như là câu chuyện về ba người phụ nữ đặc biệt sau đây. Họ dù có những khiếm khuyết nhưng vẫn đang là những chủ doanh nghiệp, những người truyền cảm hứng. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ họ để thấy đâu là động lực để giữa muôn vàn khó khăn họ vẫn sống một cuộc sống hạnh phúc và luôn là chính mình. Chị Quỳnh bị hỏng một mắt từ nhỏ. Khi tôi còn nhỏ thì tôi gặp rất là nhiều những cái trở ngại về cái sự kỳ thị. Một lần mà tôi đi từ thiện thì tôi gặp được rất là nhiều những cái hoàn cảnh các bạn còn gặp rất là nhiều những khó khăn hơn tôi. Chị Quyên bị bại liệt từ nhỏ. Cú hích quan trọng nhất đó chính là khi mà bố bị bệnh trở nặng và cái gánh nặng trên vai của mẹ Quyên quá nặng nề. Điều đó thôi thúc Quyên là phải tìm một cái hướng nào đó để phát triển bản thân mình. Chị Băng mất một chân sau tai nạn giao thông. Cái cú hích để mà cho bản thân vực dậy từ cái tai nạn đó thì không muốn mình trở thành người vô dụng. Nên là mình đã phải cố gắng để hoàn thiện bản thân mình. Quyên theo đuổi cái con đường phát triển bản thân mình bằng cách trau dồi kinh nghiệm bản thân. Thì bên cạnh những cái công việc đầu tiên là những cái công việc đơn giản, mức lương rất là thấp, 500.000 đến 3 triệu một đồng một tháng. Thì sau đó Quyên apply thử sức mình vào một công ty vốn nước ngoài. Thì Quyên lại được có được may mắn để được đi trao đổi bên nước ngoài khoảng 2 tuần. Một cái khám phá khác về bản thân đó là cái khả năng về lãnh đạo. Sau rất nhiều thời gian đi tìm bản thân mình, đi tìm kiếm mình là ai, mình sẽ trở thành ai, thì đến bây giờ Quyên trở thành một trong những founder và một người đồng sáng lập và là tổng giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn Vedit Việt Nam. Mình dũng cảm, mình bước ra được cái khoảng tối của cái sự tự ti. Tôi đã đi học về y sĩ học cổ truyền, sau đó tôi thấy là chưa đủ và tôi tiếp tục học lên giáo dục đặc biệt và hiện tại thì tôi đang là thạc sĩ giáo dục đặc biệt. Thì trên tay tôi đây là cuốn sách với thực hành phát triển giao tiếp cho trẻ có nhu cầu đặc biệt về chủ đề phương tiện giao thông. Nói thật là trước đây tôi có hai chân nhưng mà tôi không được tự tin như bây giờ. Tôi thích trượt patin, hoặc là tôi thích cưỡi ngựa. Có một cái hoạt động xã hội mà tôi cảm thấy thích nhất đó là tôi đã hỗ trợ bạn bị mất chân có hoàn cảnh giống như tôi. Trước đây bạn ấy chỉ phụ thuộc vào người nhà thôi, nhưng mà bây giờ bạn đã không còn phụ thuộc vào người nhà nữa và bạn đã tự chủ được với bản thân bạn ấy rồi và tôi cảm thấy rất là hạnh phúc vì điều đó. Không chỉ mình đang làm một cái chủ doanh nghiệp tạo công ăn việc làm cho các bạn khác, mức lương trung bình ở công ty Quyên hiện tại sẽ là từ 7 đến 15 triệu. Dù là mình có khiếm khuyết thì mình hãy tìm những cái công việc mà cái khiếm khuyết đấy nó không cản trở mình. Mình đam mê với những cái công việc đó thì chắc chắn là mình sẽ gặt hái được thành công. Chúng ta mỗi người có một cuộc sống khác biệt và chúng ta
sẽ, đang và mãi mãi là những ngôi sao tỏa sáng và đẹp nhất trong cuộc sống này. Vâng, họ là những vầng trăng khuyết nhưng luôn biết cách để tỏa sáng theo cách của riêng mình. Họ có chung một nghị lực sống mạnh mẽ, vẫn thành công và hạnh phúc. Và quan trọng là truyền cảm hứng sống tích cực đến với mọi người. Đến đây thì bản tin thời sự của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Để xem trực tuyến kênh VTV4, quý vị và các bạn có thể truy cập vào địa chỉ đang hiển thị trên màn hình hoặc tải ứng dụng VTV Go về điện thoại từ kho ứng dụng App Store hoặc Google Play. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.